Vụ lúa nếp đông xuân là vụ mùa được kỳ vọng nhất trong năm bởi năng suất cao lại bán được giá. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, nhiều diện tích lúa nếp ở huyện Thủ Thừa bị giảm năng suất, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân. Vụ lúa nếp đông xuân năm nay của huyện Thủ Thừa đa số đều bị giảm năng suất. Nếu như mọi năm năng suất sẽ đạt từ 8 tấn đến 9 tấn một hecta, thì năm nay con số này thấp hơn nhiều. Nhưng mà thời tiết năm nay là nó không đạt thuận mùa. Thành thử là nó không trúng, nó thất mùa thôi. Thế mà công nó cũng, năng suất nó cũng có lắm. Cũng một công tấn 900, 700 có, thì theo thời tiết. À, năng suất trung bình một hecta hả? Từ 8 tấn, 7 tấn, 8 tấn ăn lên. Đó là trúng đó. Cũng như các hộ trồng lúa nếp của huyện, 3 hecta lúa nếp của chị Quỳnh Thị Thanh Thúy cũng không mấy khả quan. Nhưng nhờ canh tác trên đất nhà và chịu khó lấy công làm lời, chi phí sản xuất thấp nên dù năng suất bị giảm nhiều, nhưng chị Thúy vẫn còn xoay sở được. Vụ lúa năm rồi thì đỡ hơn năm nay. Năm nay mà không có được, có 400 mấy công mà, chứ không có được tới 500 nữa. Tại vì năm nay sau nó thất hơn năm rồi. Cũng như đám này nè, mới cắt ra thì tính ra có 450 hà, chứ không tới 500 nữa. Năm nay nói chung thì chắc cũng lời, mà chắc không có lời, mà lời ít chứ không có lời nhiều. Tại vì lúa quá thất luôn nên không có lời. Ruộng nhà thì đỡ chứ ruộng mướn thì chắc què vốn mà chứ không có lời nhiều. Ví dụ thu đông này thì diện tích phụ thừa cũng khá nhiều. Tuy nhiên năng suất thì năm nay nó hay giảm hơn so với mỗi năm. Lý do là cái thời tiết. Thời tiết có mấy những cơn mưa trái mùa cũng như là những cái đợt bão. Đến là ngay cái đợt thời điểm là lúa đang trổ đồng rồi, nên cái năng suất nó có giảm hơn so với mỗi năm. Huyện Thủ Thừa là địa phương trồng nếp chủ lực của tỉnh với diện tích gần 17.000 ha, chủ yếu là giống nếp IR4625 và nếp OM84. Ước tính năng suất năm nay chỉ từ khoảng 5 đến 6 tấn một ha, giảm từ 2 đến 3 tấn một ha so với cùng kỳ các năm trước. Mặc dù giá lúa năm nay được đánh giá là ổn định so với năm rồi từ 5.200 đến 5.500 đồng một ký, song với việc giảm năng suất quá lớn khiến nhiều nông dân không có lợi trong vụ nếp đông xuân này.